Đây là cái dẫn vòi về đây xong rồi cho vào đây là múc uống à? À, bỏ tay xuống, em nói chuyện không được cho tay như này. À, tức nghĩa là không có một cái thùng để đựng nước à? Không có ạ. Nhưng mà nó ở à, dẫn ở suối về xong rồi là cho vào cái vũng nước này uống. Vâng ạ. Đây là cái vũng nước nhà anh trai của em Lầu Mỹ Xính này. Vâng, chào chú. À, cái vũng nước sử dụng ủi bẩn quá như này. Có một cái thùng ở dưới này rồi. Ờ, chào em. À, có thùng rồi à? À, có một cái thùng, một cái can. Can bé à? Can 80 lít ấy. À, đây là cái vũng nước này này. À, thì xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Và chiều hôm nay Tam Giác Mạch đi vào đây để thăm gia đình của anh trai em Xính là Lầu Mỹ Vành. À, Lầu Mỹ Lình. Hiện tại đang có một em bé đang ở trong tháng cữ. Thì trong các video trước khi mà mở xe to rồi giờ. Mở xe to. Ui, chỗ trong các video trước mà Tam Giác Mạch quay ấy thì em Vành và anh Lình ấy, ba anh em trai này giúp đỡ nhau rất là nhiệt tình trong cái việc làm nhà và có nhận được cái sự yêu quý nhất định của từ một số cô ba anh chị. Và hôm nay thì Tam Giác Mạch đến đây để thay mặt các bác thăm cữ gia đình của em Lầu Mỹ Lình và chia sẻ về gia cảnh của em anh trai của Lầu Mỹ Xính này. Thì trong nữa tao trong cái phần cuối video Tam Giác Mạch sẽ bật mí cái phần quà của các bác gửi đến gia đình em Lầu Mỹ Lành. Bên cạnh đấy thì nhà của hai bố con này cũng nhận được khá là nhiều quà. Tuy nhiên thì trong các video sau anh em mình sẽ chia sẻ cụ thể. Đây là con đường này. Nãy là Xính với là Vành là lừa mình đi con đường này hết cả hơi. Sợ như gì luôn. Cái đường bé tí này luôn ạ. À, đi là đi vòng một phát là ra đến nhà của em Lầu Mỹ Xính này. Đây gà này, gà qué này này. Đấy. Cho các con về đi xong để chơi như này. Về mặc quần áo vào nhanh khẩn trương. Đây là cái vũng nước sinh hoạt. À, hiện tại là chưa có một cái téc nước nào để sử dụng cho gia đình của em Lầu Mỹ Lành cả. Anh trai cả của em Xính ấy. Rất là nhiệt tình trong quá trình làm nhà. Ê, bây giờ đi vào đi. À, hôm nay thì là nghe nói là có cả bà ngoại, ông ngoại sang à. Nhớ chưa? Nhẹ tay tụa rồi chưa? Ừ. Mặc quần vào nhanh lên. Bảo bao lần rồi. Cất cái ấy đi, nhanh. Ừ. Đây là nhà của ai? À, hai nhà. Thế nhà bên kia là nhà của ai? Bên kia là chuồng bò à? À, đây, nhà của em anh trai cả thì là nhìn là có vẻ điều kiện hơn tí đúng không? Đây là nhà em tự xây đấy à? Đi làm Trung Quốc về được tiền à? À, làm Bắc Giang à? À, làm 2 tháng Trung Quốc được bao nhiêu tiền? Được đâu, có 2.000 thôi. 2.000 là được 6 triệu, 6 triệu 9 nha. Yeah. Bao thóc thôi. À, được 2 bao thóc, là mua thóc về ăn đúng không? Đúng rồi. Cái nhà này là em làm hết bao nhiêu? À, khoảng 70. 70 triệu, vâng. Em tự làm hết à? Vâng. Tự xây à? Vâng. À. Các thứ mình tự. Tự chở hết? Vâng. À. Trước kia là em bảo là chở là dòng dòng dọc chở xuống à? Vâng. Thuê dòng dọc là bao nhiêu? Mình tự là tự cho xuống thôi, không thuê ai hết. Là từ trên cái đường bê tông kia là chở xuống. Đó, cho cái bàn la cái nào nhỉ, đó giấy làm giấy sắt. Giấy sắt dòng dọc ấy đúng không? Đó. Buộc vào cây đấy này. Buộc vào cây cây gọng. Là ở bên suối đúng không? Đúng rồi. Là đi xuống dưới này. Vâng. Anh chứ không phải ở trên hội trường này đâu gì. Không phải ạ, trên đỉnh này. À, đỉnh gần gần qua suối đi một tí đúng không? Vâng. À, xong thì kéo lên, kia là ông ngoại à? Vâng. Ông ngoại trẻ quá nhờ. Chào chú nhá. À, đây là nhà này, cũng bằng kèo sắt hết, xong thì bán vít đàng hoàng. Nói chung là kiên cố hơn nhà của em Xính và bố nhiều. À, toàn trong gia đình thì hầu như là hai anh em, ba anh em đều là những người gọi là cần cù chăm chỉ. Tuy nhiên thì cái nghèo vẫn đeo bám bởi vì là một phần là xuất phát từ cái nhận thức, rồi là từ cái tư liệu sản xuất đất nương ở đây khô cằn. Nương của Xính với cả ba bố con là như này hết à? Đấy, cũng như này. Thì con với em cái kia này. Ừ. Thấy luôn, thấy cái này thôi. Thấy dốc như này hết đúng không? Đó. Đây là giò lý sư là giờ? Ừ, đây bây giờ lý sư luôn. Ủa, chả chỉ tao lô, cho bốc cửa sư lô. Ủa, chỉ tao đây hả? Ừ. Bốc cửa sư lô.
một tí chỉ dùng biết không? Ừ, đây, đây là cái địa hình ruộng nương nương của ba bố con. Đây là tao giác mạch chia sẻ thật sự cận cảnh đây. Đây là nền nhà này này. Đấy, lia xuống là rất là dốc như thế này luôn. Bên dưới này là suối rồi đúng không? Là suối to và vách đá cực kỳ nguy hiểm rồi. Thì chỉ có thể cho bóc cứ, tức nghĩa là trồng ngô thôi. Đây, bên kia là cái đường mà nối liền giữa Yên Minh và huyện Mèo Vạc. Mỗi lần anh em đi làm là đi qua kia và ngược lại trở đây, là đi 30 phút xe máy từ đường bên kia sang bên này. Cua rất là nhiều. Đó. Nhà có nhiều gà không em? Gà. Ừ. Còn mấy con thôi. Còn là 2-3 con. Ở đấy. Đây sao không láng đi cho nó sạch sẽ? Nếu mà không có tiền là hết tiền rồi. Đâu anh xem nào, anh xem cái bình đựng nước nhà em đâu xem nào. Không có bình ạ. Không có bình à? Đâu thế sao xính bảo có bình? Đây nhà tao ra mày chia sẻ một chút về cái gia cảnh đây. Cái can thôi. Đó, cái can đâu? Đây này. À cái can này thôi gì? Dùng nó hết thì mình cũng lại phải đi múc về. Kéo lại vào. Nhà có mỗi cái thùng này thôi. Nếu mà quý cô bác anh chị nào mà có cái tấm lòng hảo tâm mà muốn giúp đỡ gia đình của em Lành này một cái tách nước thì cũng quý hóa quá. Nhà có dê à? Có. Ít tủ sữa là? Tủ sữa. Nhiều chứ mua là? Chứ mua. Tủ này nhiều phải nhiều lắm chứ. Mua bao nhiêu đây? 25 triệu. Một triệu 2,7 triệu á? 2,7 triệu. 2,7 triệu một con dê bé quá. Bây giờ dê đắt. Đấy anh tưởng là đi đường này cũng được đúng không? Đây là cái đường mà đi lên nhà. Trên xuống đây này rất là khó. Đây là cái nền nhà mà nó thô sơ như thế này thôi. Nói chung là ba bố con ai cũng khó khăn hết nhỉ. Được cái là anh trai cả là có cái căn nhà kiên cố hơn. Em đi làm Bắc Giang là mấy tháng mà xây được cái nhà này? 8 tháng. 8 tháng là được khoảng 40 triệu đấy nhỉ. Nếu mà mình cũng còn một tí ở trong nhà thì mình cũng... Tức nghĩa là em vẫn tiết kiệm được một ít nữa. Đi làm 8 tháng được bao nhiêu? 8 tháng thì có nó ăn, có lấy, làm được nhiều thì lấy nhiều là được ít, lấy ít thôi. Tức nghĩa là tăng ca nhiều thì được nhiều đúng không? Thì cũng 4 ca đấy mà 8 tháng thì được 40 triệu thế này cho thì ăn ốm thì tiết kiệm trả ít. 40 triệu và ở nhà có nữa. Có phải vay không? Vay nếu mà cũng dạ hết rồi. Dạ hết rồi, trước là vay bao nhiêu? Vay là 15. 15 triệu à. Nhà nước hay là vay anh em? Vay nghe thôi, nhà nước thì không có. Bây giờ có nợ nhà nước không? Không, là... Xính có nợ không nhỉ? Chưa. Không nên nợ đâu nhá, mình cố gắng mình kiếm đồng nào mình xào đồng đấy thôi. Nợ thì ví dụ mình mà có chương trình vay vốn gì thì mình về làm ăn thật sự thì mình hẵng lấy. Ba bố con thì là từ đời ông là thuộc hộ nghèo rồi nhỉ. Từ đời ông nội là thuộc hộ nghèo rồi. Đến bây giờ vẫn là hộ nghèo, em cũng hộ nghèo đúng không Lành ấy? Đúng rồi, nhưng mà chưa được tách khẩu thì... Em chưa tách khẩu à? Chưa tách khẩu. Ra ở riêng bao lâu rồi? Chắc khoảng 5 năm rồi. 5 năm chưa tách khẩu? Em phải chủ động liên hệ với... Trước khi vừa vào ở đây thì cũng là được một nhà bé bé nếu mà làm bằng cái lều đúng không? Nó chắc chưa bị đủ rồi thì mình cũng bảo là thế này là chắc chưa bị đủ, như thế này thì không đảm bảo cho vợ với con ở nhà thì mình cũng cố gắng đi làm. Có mấy việc gãy thì mình phải xét thì cũng được thoải mái một tí. Nó kiên cố hơn một tí đúng không? Đúng rồi. Thế là trước em làm nhà là có được nhà nước hỗ trợ không? Không hỗ. Hộ nghèo mà không được hỗ trợ gì. Là từ đời ông nội là hộ nghèo, đến bố cũng hộ nghèo, bây giờ các con lại hộ nghèo. Thế là ba anh em, bọn em mà không cố gắng sau này con lại hộ nghèo nữa thì anh không biết nói như nào nữa. Cố gắng lên nhé. Đấy. Đấy là chia sẻ một chút ở bên ngoài này này. Em Lầu Mỹ Lành là cũng chịu khó quá. Xây được ngôi nhà rộng phết đấy nhỉ. Cơm nước xong chưa để anh xem được. Bây giờ đi vào trong nhà để chia sẻ cho quý cô anh chị xem một chút hôm nay là cái bữa cơm. Là ông bà ngoại sang thăm cữ đúng không? Sang thăm vợ, vợ đẻ đứa thứ hai là con trai đúng không? Đúng rồi. Đặt tên chưa? Đâu rồi. Tên là gì? Tên là Thinh. Thinh á? Sáu lắm. Sáu lắm à? Lầu Mỹ Thinh à? Đúng rồi. Lầu Mỹ Thinh. Lầu Mỹ Thinh ấy dạ. Quả tên đặc biệt quá. Lầu Mỹ Thinh. Đây này, đây là cái nhà truyền thống của người Mông này này. Đấy, em giới thiệu một chút về người truyền thống người Mông. Người Mông là phải có như này đúng không? Người Mông thì chỉ có tầng này. Đấy là phải là người Mông mình làm bếp cửa bên ngoài bên này. Bếp đúng không? Tại sao phải cửa làm một cái cửa bên bếp? Đây bà ngoại đây đúng không? Đây giờ nhẹt tay cho giờ. Nhẹt tay toán tao xương á. Lắp chờ. Mẹ
Tuất Trấn Lệnh Sư. Ô, trẻ quá nhỉ, 40 mấy tuổi thôi. Đây là em gì à? Đây là em gái vợ à? Đúng rồi. Đấy là em gì còn gì nữa. Đây, nhà truyền thống người Mông là bắt buộc phải có cái vải đỏ này và cái ba cái đồng xu đúng không? Cái này là 1 năm thay 1 lần đấy, là hỏng thì thay. Một năm thay 1 lần cũng được. Ăn Tết là thay à? Không thay, 2 năm thay cũng được. À, 2 năm thay cũng được. Anh thấy là nhà của bố với nhà Xính là không có nữa bởi vì là sập sệ quá rồi, là mất đi rồi đúng không? Cái này liên quan đến cúng bái nhỉ? Đây, và cái này nữa, hai cái này bắt buộc phải có này. Đây là cái nét đặc trưng văn hóa người Mông ở trên này. Phép vua thua lệ làng không thể nào bỏ được. Dù nó là cổ hủ gì đi chăng nữa thì không thể bỏ. Bởi vì này nó liên quan đến ma chay. Không tín thì không được, mà không tin cũng không xong. Đấy. À, nhà em thì là kiên cố hơn nhà bố rất nhiều rồi nhỉ? Kèo bằng sắt hết thế này. Xáo quá, lúc ấy thì mình chạy con không biết nghĩ là làm lúc nào cũng được thì là cho xáo một tí thôi. Là cho ở kiên cố đã đúng không? Phía dưới này thì là nương của lành à, vành ở đâu? Bố mẹ ở đâu? Đây luôn à? Đây nhiều chuối thật sự đúng không? Chuối này là cái quá tốt luôn thì nó cắt cho nó một nửa hết. Nó lại mọc. Cửa này không thấy là được kia rồi. Che hết đường rồi đúng không? Người ta có một thằng bạn thì nó bảo là nhà tao ở đây đúng không? Ở đây đâu, nó bảo là sao không thấy chúa nhiều lắm, không chưa nhiều đâu. Thế này là khó lắm. Em nhớ nhá là anh dặn này, đây là lần đầu tiên anh đến nhà em nhưng mà em lúc nào cũng phải để xung quanh nhà là cỏ rậm là phát hết sạch sẽ, nó sẽ hạn chế được muỗi này. Thứ hai là con cái mình cũng sẽ ở nó thoáng hơn, nhà cửa nó thoáng sạch hơn. Những cái hiên này lúc nào em phải quét sạch sẽ. Đấy, rồi là hạn chế để nước rơi như này, anh thấy nó bẩn ẩm ướt như này nó sinh sôi muỗi mủng các thứ là nó lại bị ốm sốt rét các thứ nhá. Em nghĩ là có tiền thì làm được tiền nhiều khoảng 30-40 triệu này. Cho nó đổ cột lên, xây cho nó thẳng. Xây thẳng ở đây, làm một cái sân nữa. Bàn thế này, mình cũng là dễ xào một tí, mình là cửa đổ mông. Đổ móng xong rồi xàm cái sân to đúng không? Thôi cố gắng làm sẽ có thôi em. Chờ mua, nó số ở đây cũng nhạy vào. Vào nhà hết. Này nó cũng đem hết. Nó chưa bị họng rồi nhớ ơi. Được 5 năm rồi đúng không? Đúng rồi. Chưa tách khẩu, bây giờ là tính ra là mỗi một khẩu của bố thôi đúng không? Đúng rồi. Xính tách được khẩu chưa? Chưa. Hôm trước đi làm chưa được à? Chưa được. Giấy khai sinh con làm được hết rồi đúng không? Làm được hết rồi. Bây giờ em nên tách khẩu đi. Bây giờ là hỗ trợ là vẫn hỗ trợ về nhà bố đúng không? Ví dụ mà xã cho cái gì ấy là cho bố lại chia các con đúng không? Đúng rồi. Thế là thiệt thòi quá. Bọn em phải tách khẩu đi. Em liên hệ công an viên ở xóm và trưởng thôn, họ sẽ làm cho em cái vấn đề đấy nhé. Mình không tách khẩu là mình thiệt thòi nhiều lắm. Tách khẩu thì những cái hỗ trợ nó sẽ được riêng. Giấy địa cũng phải là cầu bố hết. Bố điện bây giờ vẫn là từ nhà bố về đúng không? Vâng. Đấy, tất cả là ba anh em vẫn chưa tách khẩu gì cả. Ở lâu quá rồi mà vẫn chưa tách khẩu. Đây thì được cái là sum suê. Hôm nay là bà ngoại cầm con gà này sang đúng không? Vâng. Đây, thăm cữ. Thăm cữ là mang những cái gì? Bà ngoại mang những cái gì? Mang một bộ quần áo, một con gà. Một bộ quần áo mới cho bé đúng không? Nếu mà không có gà thì mang tiền, thế thôi. Khoảng bao nhiêu? 300 thế này thôi. Có thì lấy nhiều, có lấy ít thôi. Thương con có nhiều thì cho con nhiều đúng không? Này là con gà. Con này có thịt không hay là nuôi? Chắc nuôi thôi. Thịt á? Tớ cái bút tù... Tớ bút nền nó. Đấy dạ. Tụ nhá. Như dân tộc của anh ấy là nhiều người đến thăm lắm. Gạo nếp này, trứng gà ta này, tiền này, gà này, quần áo mới này. Đấy là dân tộc bọn anh đi thăm cữ là nhiều lắm. Bây giờ đi vào trong nhà xem cơm nước thế nào rồi. Hôm nay là một cái video Tào Giang Mạch đến để thăm gia đình em Lẩu Mỹ Lành và trao những cái món quà của các cô các bác sau những cái chuỗi ngày vất vả, giúp nhà em Lẩu Mỹ Xính và đón nhận được khá là nhiều tình cảm của các bác. Đây là ngô hay là cái gì đây? Poker là? Poker muộn tớ. Poker ở Mỹ Xính à? Trên này cũng phải là quả em, đây là của mẹ, của bà. Bà gửi ở đây à? Làm là gửi ở đây đúng không? Đây là của bà. Đây là giường em ngủ à? Cái này là của bà ngủ. Bây giờ bà đang sang đây trông cháu đúng không?
Đây này cái giường. Ui. Cái giường nhà em cũng đơn giản quá. Mấy cái cây đóng vào như thế này thôi. To mà chắc đúng không? Chắc nhưng mà anh thấy nó có mỗi tấm ván ép thôi. Có ai ngủ đấy? Đây đây là giường mà bà ngoại hiện tại đang đến ở để bà nội đến chăm các đến chăm cháu út. Đấy. Đây là cái giường này, một cái tấm phản gỗ ép thôi. Bên này là một cái thanh gỗ tre to đùng. Bên trong vẫn là cột, cột người Mông. Đây là nhà em lầu Mỹ Lành nhá. Anh lên xem ngô tí nhá. Được không? Ngồi ngô nhiều đấy. Người Mông là vẫn phải để một ít cân này để nhớ đâu có đám ma đúng không? Mình đi thăm này. Đây là những cái mà em đã té ra rồi đúng không? Té ra và cho vào cái bên trong còn ni lông không? Có. Đây một tải này. Cái gì nó vào ăn. Ừ, mọt vào ăn hết. Một tải này, hai tải, ba bốn. Bốn tải, năm tải, mấy tải? Bảy tải à? Wow. Năm nay cũng được năm tải, nó kêu được bốn tải. Bốn tải. Nếu mà cũng ăn khoảng bao nhiêu sinh? Ăn được năm ngoái thì cũng được bốn tải thì ăn được hai rồi, hết hai rồi thì. Một năm ăn hết hai tải à? Đó, hai tải. Nếu mà cũng cho một tí bán. À bán à? Đi bán. Một sinh bán ở chợ bao nhiêu? Có 65. 65 nghìn nữa. Vâng. Thật sự là rất vất vả cho bà con ở đây là quần quật làm cả năm mà chỉ được 65.000 một sinh, tức nghĩa là 40 chảy nhỉ. Một chảy là được 1.500 thôi. Đúng rồi. 1.500 một bơ ngô đấy, một bơ ngô đấy là 1.500. Rất là vất vả. Thế nên là bà con ở trên này nghèo vẫn mãi nghèo là vì thế. Ô, cái này là gạo hay là cái gì? Cái này là chẳng biết được nó là tên họ tên mà tên gì nhỉ? Nó tò à? Được. Ăn được. Ăn được. Nấu rượu cũng được. Nấu rượu cũng được. Nếu mà là chủ quét nhà cũng được. À, làm chủ quét nhà cũng được. Nó cái cả. Nó ô tô mà nó thế à? Ý giả mô lên là. Ý giả. Đúng rồi. Ý giả mô bốc cử sức. Mô bốc cử sức mà. Nó ngon hơn. Ngon hơn à? Cái này là trồng hay là ở nương có? Trồng. Đây này. Đây là cây giang, trên mình gọi là cây giang. Ở nương ngô nó khá là nhiều hạt thì như anh em chia sẻ đây là ăn ngon, nó cũng gần như là gạo. Cần cái này sau khi mình tách hạt ra mình lấy cái này làm chổi đúng không? Chổi quét nhà. Ui đây này, đây là có đây là cái hạt giống mới này. Đây là chỗ mình gọi là cây giang nhá, còn chỗ quý của ba anh chị thì không biết gọi là cây gì. Cây giang là cái tên mà Tam Giác Mạch cũng như là bà con ở trên này hay gọi, còn thật ra tiếng phổ thông thì Tam Giác Mạch cũng không biết nó chuẩn nó là cái gì. Đấy. Nhà cũng khá là sạch sẽ và đây đây là cái chổi. Sản phẩm sau khi mà bỏ cái hạt ra để làm cái chổi quét nhà. Đấy. Cái này ra chợ nhiều đúng không? Đây. Nóng luôn. Nhiều. Đây là bếp riêng này. Vẫn làm bếp ở trong này. Tại sao lại có bếp ở trong nhà? Cái này là tạo cho Manmati thôi. Các cụ ông thì nó cũng tin là để một cái bếp ở đây này. Mình cũng làm ở riêng cũng được. Tức nghĩa là làm để lừa các cụ là nhà có cái bếp thôi đúng không? Đúng rồi. Nếu mà mình không đốt vào, mình cái này là tạo thôi. Làm để mà lâu lâu đun một lần cho các cụ biết là nhà có bếp thôi. Mình cũng áp tép mình đút khứa như thế nào thì mình có để vào. Thế bình thường em có đun ở đây không? Không. Khói quá đúng không? Đấy. Cái là cho sắt đẹ hết thì mình cũng không dùng được lau. Đây. Để riêng này thì nó dễ một tí. Đây là cái lần đầu tiên mà Tam Giác Mạch đi đến thực tế và thấy một cậu thanh niên nhận thức được rằng việc làm bếp ở trong nhà thì nó sẽ đen sắt và hỏng và không dùng được lâu. Đây là cái con người và thanh niên đầu tiên có cái suy nghĩ tiến bộ như thế này. Em ấy vẫn nói vui rằng là đấy, thấy chưa, thấy anh trai nói chưa? Anh trai chỉ làm cái này để lừa các ông cụ là trong này có bếp thôi. Còn thực ra là không đun. Tết là cho giấy vào đun một tí đúng không? Để cho ông cụ, với là lúc nào cúng là đun một tí đúng không? Để cho ông cụ thấy là trong nhà có người và có bếp. Còn thực tế là bếp riêng rồi. Bếp nhà em là lình là đun riêng như này. Sạch sẽ hơn nhiều đúng không? Phải là cái gì thì mình làm ở riêng thôi. Không cần làm ở đây. Thổ lắm. Thổi gió khói, đen xì. Đúng rồi. Mình là cái nhà cũng dụng. Nếu mà cái bếp cái gì cũng vào nhà hết thì mình cũng làm hết thì mình cũng nhà hẹp.
nhà lại rất là hẹp đúng không? Đúng rồi. Đấy là lý do tại sao anh lại bê tất cả các bếp của em, bếp nhất, bếp khói ra ngoài hết. Vâng ạ. Đấy. Sau này bố của em cũng vậy, em phải tư vấn. Bởi vì nhà bố em hiện tại cái bếp nó gần ngay cái chảo, à cái chỗ ngủ luôn, rất là bẩn. Đây, hôm nay là đang nấu cơm. Đây là cũng ấy rồi, đây là cái bếp này. Đấy, bếp nấu riêng. Ông ngoại là tiếng Mông gọi là gì? Giờ chi luôn cho chi tao đó. Chị tao luôn. Mua hắn tao xong. Mua bao giờ gì? Bao giờ gì? 48 tuổi nha. Rồi. 48. Ừ, 48. Đây hôm nay là mỏ mông à? Đây mỏ mông. Ô thế vợ em ở ở cứ là ăn mẻ mén nhỉ? Ăn mẻ mén à? Ăn mẻ mén với cái gì? Mẻ mén với là có trứng thì ăn trứng, không có là ăn thịt gà, tí thịt gà. Có trứng thì ăn trứng, không có thì ăn thịt gà. Nếu mà không có hai cái đấy thì ăn cái gì? Không có hai cái đấy thì mình cũng đi ăn thịt lại cũng được, nếu mà không có tiền là ăn trứng. Nhưng mà trong tháng đấy là vẫn được ăn gọi là ngon hơn những ngày bình thường đúng không? Ăn thế là ăn thiên dân tàu mua rồi, không phải là ở trong tháng rồi. Bình thường là ở cứ là bao nhiêu ngày? 30 ngày ạ. 30 ngày, thế cũng giống các dân tộc khác thôi, dân tộc Anh cũng vậy. Những ngày đấy là được ăn ngon hơn nhiều đúng không? Đúng. Đấy. Thế nếu nên... mà quan trọng là vợ thì chỉ có là quan trọng nhất là việc đẻ con thôi. Thì quan trọng. Thế em có đẻ nữa không? Chắc là đủ rồi. Đủ rồi. Hai đứa rồi, một đứa một trai, một đứa một gái rồi. Thì thôi đúng không? Bây giờ là cắt đúng không? Cắt là mình cũng không đẻ nữa. Khóa rồi. Khóa rồi đúng. Biết đi đặt vòng đúng không? Đúng rồi. Đấy là em phải tuyên truyền lại cho thằng em út nhá, là em vênh rồi này. Thế này dù gái hay trai mình đẻ hai thôi. Đúng rồi. Bây giờ mình tập trung kiếm tiền, sau đấy là mình lo cho gia đình và chăm cho con cái học hành. Sau này con mình không thuộc hộ nghèo nữa. Nha. Đúng rồi. Đấy cái tư duy của em Lình là mình thấy là được đấy. Bên này là gì? Cái là? Cái này là cho làm cho vợ ăn. Xem nào. Thịt gà. Một con là ăn 2-3 bữa. Một mình thì ăn thế thôi. Làm sao mà ăn nhiều nó chán chứ. Đúng rồi. Ăn thịt gà nhiều chán. Ở trong tháng thì ăn nó không được nhiều, rất nhiều. No quá thì không được đấy nhỉ. Tốt, với cả ăn nhiều nó ngấy mà. Mình cũng tưởng tượng ra bây giờ mình một tháng mà mình ăn thịt gà suốt thì cũng chịu không được. Chán lắm. Lầu Mỹ Thinh đúng không? Đây là tên con trai đúng không? Lầu Mỹ Thinh con trai làm đây này. Thôi, bây giờ được xem không? Đây này, có tổ ong nữa này. Không có ạ, đây này là thùng ăn thùng. Cho gốc cây, nó tìm thấy thì nó về. Nếu mà nó tìm được thì nó tự về đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là tí nữa cơm nước có mời ai nữa không? Hay là có mời ông bà ngoại thôi? Chắc là hết, nếu mà lấy gạt lên gặp tủ, trong tủ lạnh ấy, lạnh ấy, bên ăn thì cũng cho vào mâm ăn đấy. Cho mâm ăn bình thường thôi đúng không? Ăn đũa ăn thìa hay là ăn muôi? Ăn đũa nhá, dùng đũa bát đàng hoàng sạch sẽ. Nếu mà chưa được lấy chiếu. Không có chiếu đúng không? Có cái mâm mà được rồi, ngồi mâm nó ngồi ăn dễ hơn, nó xuôi cái cơm ở bụng hơn. Nếu mà em cũng nhìn thấy bỏ dân tàu như anh ấy, chiều nó về vào ăn thì nó cũng dậy chiếu bình thường. Đúng rồi. Nó ăn bình thường. Dùng bát đũa bình thường. Bát. Chứ đừng có dùng cái muôi huyền thoại cho vào cả cái mồm luôn nhá. Dùng bát dùng đũa sạch sẽ cho nở cái chiếu thì thấy ăn rất ngon nhỉ. Đúng. Các anh ấy. Đấy là bọn em phải học tập những cái đấy. Nó còn ra ngoài kia nó còn nhiều cách ăn nó đẹp lịch sự và ngon hơn nữa cơ. Còn bọn anh là như thế là bình thường thôi. Bây giờ nhiều thì làm ăn cũng giả ăn thiên như là năm xưa các ông cụ nó ăn đâu nhỉ? Không. Các ông cụ kia vẫn tò mình ấy. Chứ dùng cái muôi đúng không? Nó cùng cái nồi, đem cả cái nồi. Lên bàn, lên bàn đúng không? Lên bàn hết. Đấy, như thế nó có sạch không? Như thế này là các cụ thì nó... nghĩ là thiên thưa bọn em nghĩ là... nó cổ quá rồi nên thay đổi rồi, bẩn quá. Mình nhìn thì cũng được, nếu mà nhìn người ta cùng người ta sạch sẽ mình vào cũng ăn với nhau. Đây là mẹ đây đúng không? Đây là bà nội thì bây giờ là hiện tại là đang sang chăm con dâu đúng không? Bên kia thì có con dâu út để lo việc nhà là cỏ bò các thứ rồi, thì là con dâu út đang lo bên đấy, còn
bà nội trong tháng mà con dâu đang cữ thì sang bên này chăm rồi kiếm củi các thứ nha. Đấy, sang ngủ bên luôn bên này luôn. Tối là con gái út với cả thằng cháu út kia là cũng sang đây ngủ luôn đúng không? Đúng đấy. Thì bữa tối giờ đúng không? Ừ. Thì hôm nay Lành ơi, anh bảo này. Hôm nay thì tao Giang Mạch đến đây để chia sẻ cái gia cảnh của anh trai cả của anh Lầu Mì Xính. Và sau đó là anh bảo nhá Linh nhá, hôm trước ấy thì là trong cái quá trình làm nhà thì anh quay em này, quay cả em Vành này, bố mẹ này và nói chung là người nhà mình hết. Thì là các cô các bác thấy mình chăm chỉ, chịu khó, giúp đỡ nhau, anh em đùm bọc nhau trong quá trình làm nhà. Song song với việc là có những cái món quà dành cho bố thì cũng có những cái món quà dành cho em và những cái số tiền mặt nhất định. Và hôm nay anh vào đây để thứ nhất là thăm gia đình em, thăm cữ của con em, sau đấy là trao cái món quà của các cô các bác gửi đến gia đình em. Đấy, đây đây là bữa cơm của vợ em Lành. Cơm ở cứ đây thì gà mông rồi đúng không? Đúng rồi. Ừ. Xé xé ra tháng cho vợ ăn dễ hơn. Là để vợ tự xé đi. Ờ, đây thớ thịt đây này. Tối quá nhỉ? Để ra chỗ này, đây. Ừ. Có canh nữa đúng không? Canh thịt gà và thịt gà. Ừ. Không có rau à? Không không có rau. Ừ. À, ở trong tháp thì người mong là không được ăn rau. Không được ăn rau. À, chỉ ăn thịt thôi. Để ăn thịt là mềm mén. Mềm mén thôi. Mốc của đây. Ừ. Đây là ở cứ là ăn bột ngô nhé, bột ngô nghiền gọi là mềm mén. Là bột ngô nghiền, sau đấy là đồ lên, đồ hai lần. Còn đây là cái thịt gà. Chị ăn như này, cái này thôi giá chị. Hạt tiêu à? Đúng rồi, đúng rồi. À, cho hạt tiêu vào canh đúng không? Đúng rồi. À, đấy là một bữa cơm của bà cữ ở trên vùng cao nhé. À, cụ thể hơi tối một tí nhưng mà cái món chính là thịt gà, thịt gà mông và mèn mén. Đấy, chan nước canh và có thêm tí hạt tiêu đúng không? Đúng rồi. Thế là vợ em thích ăn như thế thì cho thế thôi đúng không? Ăn thiên dân tàu các cụ làm như thế mình làm. Ừ. Là vợ ăn trước à hay như nào? Vợ ăn trước. Ừ. Sau đấy mới gia đình mới ăn đúng không? Vâng. Hẹn hôm sau. Nhà làm nhiều đồng tiền quá. Nhiều đồng tiền quá và chịu khó đi làm. Mấy nữa anh cho cả ba anh em đi làm luôn. Làm nhà xong. Em muốn nghĩ là vợ ở cứ hết đúng không? Là em đi làm. Ở hết tháng thì chắc quan tháng rồi thì em đi làm, chưa đi làm với được tiền ATM. Muốn làm cái gì muốn bò các thứ mình mới làm được, mới có chí làm được. Mình không có tiền làm mình có chí mới làm cái gì đâu nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Không có tiền thì có chí cũng không làm được gì. Nhưng mà sau này hết, vợ hết cứ là em đi làm ở đâu? Thế là quan lệnh nghĩ ai đi Bắc làm Giang à? Chỗ nào có tiền thì mình đi Bắc Giang hay đi đâu? Lạng Sơn, Sài Gòn, xa rất được tiền nhiều, phải rất được lâu, được tiền nhiều. Rồi. Một tháng lên thì được bao nhiêu? Đây, đây là vợ của em Lình. Anh để lóc rồi không? Sẽ không cho vào bát ăn cho nó dễ này, dùng muôi ăn thế này. Đây lấy bát cho vợ, cho vào bát ăn, đũa ăn đàng hoàng nó sạch. Là ăn cái này chắc là dễ sợ lấy. À, thế là mình không quen rồi. Thật ra là phụ nữ trên vùng cao thì bây giờ bảo thay đổi cái ăn đũa thì chỉ có mỗi anh em là ăn đũa nhiều thôi, còn các bà, các mẹ, các chị thì vẫn là dùng muôi truyền thống là nhiều, khó thay đổi lắm. Bởi vì là quen rồi nên đâm ra là khó. Thì sau khi cái thông qua những cái thước phim của Tam Giác Mạch ấy thì Tam Giác Mạch đến thời điểm hiện tại cũng nhận được cái món quà của cô Hạnh ở Bình Thuận là 500.000 và Facebook Quỳnh Quỳnh cũng gửi cho Tam Giác Mạch là 500.000 để gửi tiền trực tiếp cho em đi mua sữa hoặc là mua gạo hoặc là mua những cái gì đấy cho con của em và cho vợ của em nhé. Thì bây giờ anh trao số tiền 1 triệu
của hai cô hai người Bình Thuận và một cô và một cái nick Facebook Quỳnh Quỳnh nữa gửi cho anh là 1 triệu, cả hai người mỗi người 500, là gửi đến để gọi là thăm cữ gia đình em và mua sữa cho con của em nữa. Thì bây giờ anh trao cho em nhé. Cảm ơn nhé. Cảm ơn con Hạnh ạ. Con Hạnh và Quỳnh Quỳnh. Quỳnh Quỳnh, cảm ơn rất nhiều. Có tạo một tí tiền để cho gửi cho em. Nhưng xin cảm ơn. Không nhân nói cái gì đó là xin làm cảm ơn thôi. À, được rồi, nhé. Thế nhé. Rồi. Kèm là mua sữa rồi mua gì vợ mua nó gì mua cho vợ nhé. Vâng. Bây giờ Tăng Giác Mạch xin phép dừng cái video này tại đây. Và một lần nữa là chân thành cảm ơn cô Hạnh ở Bình Thuận và Facebook Quỳnh Quỳnh đã có những cái món quà. Bên cạnh đấy là em Vành và bố cũng có quà đấy. Tuy nhiên thì trong video sau Tăng Giác Mạch sẽ bật mí sau. Còn bây giờ thì là cái món quà gia đình em Lành trước đã. Với những cái sự đoàn kết cũng như là tương trợ hỗ trợ nhau trong cái việc làm nhà này thì đây là những cái món quà động viên rất là lớn. Hy vọng là em Lành sẽ được nhận được một cái tách nước để đựng nước cho nó thuận tiện ở đây này, để cho em sử dụng tốt hơn. Bây giờ có mỗi cái thùng bé bé thôi, hết lại phải đi xách đấy. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô anh chị trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.